Anh nói thiệt không? Tôi gọi lát cho mình thấy. Thấy có nhiều cái nhà nó cư xử. Thì nhiều cái nhà nó ích kỷ, nó nhỏ nhặt. Một tháng mình lấy có 50 ngàn còn cái. Nó bỏ gì cũng bỏ. Cũng bỏ. Điện nó điểu gì. Thì làm sao sống gì. Giờ nó người ta chứ. Không có người nuôi chơi khỉ á. Thôi vậy nó cấm mình chơi gián á. Cái gì cũng bỏ. Sao anh đi lấy đêm hay là... À, lấy ban ngày mà có gì cũng lấy đêm luôn. À. Mà... Thêm nước lên lấy ban ngày, đêm hả? Ý là đêm thì nó sẽ mát hơn á không? Đêm thì nó hơi phê lắm. Thì lúc anh chạm lưng nó ra, anh thích chưa? À. Như ăn may chấp anh á, tại anh làm, nó làm, anh làm. Ừ. Ủa mình vô vậy rồi mình thu tiền của... Anh làm mướn. À. Cái chủ. Ngồi đây em để làm nha. Sao cứ để em làm cho em phụ vô sao? Mình giờ mình cứ thả cái xe đó rồi tự có người ấy hả? À mình đổ hả? Để em vô em coi. Bước vào trong này các bạn sẽ nghe một cái mùi rất là nồng. Nhiều cái mùi khác trộn với nhau nó sẽ ra một cái mùi rất là đặc trưng của bãi rác. Mình nhớ ngày xưa lúc mà mình còn đi học ở Bà Rịa Vũng Tàu á, mình hay ra cái bãi phơi rác để mà săn đồ còn xài được về chơi. Thường thì sẽ lượm mấy trái banh hư về sữa. Cái mùi ở đây nó gợi lại cho mình khá là nhiều kỷ niệm. Các bạn có thể tưởng tượng, ngoài cái mùi hôi của rác ra thì nó còn có cái nắng gắt buổi trưa, cái sự ồn ào của xe ra vào và mấy tiếng la của mấy anh ở trước cảnh giác cho người ở sau. Mình cảm giác hơi ngợp. Thường cái xe ba gác lớn đổ xong sẽ rơi ra ngoài rất là nhiều. Mọi người sẽ cùng nhau xúc rác đổ ra ngoài vào cái xe lớn để tiếp tục đón những cái xe khác vào đổ. Đối với mấy cái xe rác nhỏ thì đẩy thẳng cái xe vào luôn. Xe lớn sẽ nâng cẩu lên hút trọn rác, không bị rơi ra ngoài như mấy cái xe kia. Còn đây là các bảng ghi danh. Ai đổ xong thì xóa tên, còn ai chưa đổ thì tiếp tục ghi danh, chờ tới lượt mình đổ. Mình hơi ngợp với không khí ở đây, một phần vì nắng nóng, mùi hôi, phần vì mọi người làm việc nhìn nguy hiểm kinh luôn. Xe không có kính mà xe thì cứ ve, người sau mà không để ý là đụng nhau liền. Như xe này là xong rồi nè, bỏ cái thùng không lên, nghỉ trưa một chút là lại tiếp tục đi, bất chấp thời gian luôn. Xe vừa ra là sẽ có xe mới vừa tiếp tới gác liền, có xe nhỏ, xe to, nhưng mà thường thì xe nào cũng đầy rác. Từ xe ba gác máy đến xe ba gác kéo, thùng lớn rồi tới thùng nhỏ, đủ là cái thứ hết trơn. Dính đen. Đổ xong là đi hả? À đổ xong rồi đi làm xe mới nữa. Cái này mày gặp miếng chai là hơi căng anh hả? Bị đứt quả gì? Hả? À, cái nào của mình thì mình lấy hả? Có 1 tiếng đường về về 300 mấy 400. À em một ngày mình đi mấy cái tiếng của mình là thôi hả? À rác không mà cũng tiền ha, hay thật. Năm mốt năm hết hạn lâu rồi.
xuống đi xe thêm xe nữa. Cái kiểu làm á, chúng mình phải còn 3 xe nữa. Bôi bôi cái này đây. Rồi để thử nó đi đó. Thử việc mốt em có thất nghiệp không em bị làm? Trời, em thất nghiệp. Giỡn hoài, em thất nghiệp chứ. Thất nghiệp xong thất nghiệp. Dịch khó khăn ai cũng thất nghiệp hết anh. Quay đăng giờ không? Hả? Đặt giờ mà quay chiếc xe đát tôi đăng Facebook rồi. Xe đát đó. Các kéo thùng này ra. Kéo thùng này ra hả? Má, bỏ giờ anh chưa bà, làm gì mà bước trên đường 8 tuổi, đi làm mẹ bà sống 43 tuổi, đức tự nuôi bản thân. Bây giờ phải làm cái gì mà. Dứt. Để em phụ cho. Cảm ơn con. Dạ. Lúc tôm con. Cái này mình vô có bây giờ mình lượm được những cái gì có giá trị không anh? Có, thợ vô đó luôn. Mấy trăm triệu, triệu cũng đổi gì. Vậy hả? Tiền hả? Hay là cái gì? Lượm này cho nó xin lỗi đó luôn. Có những cấp rồi mình sợ đúng không? Đúng rồi, cấp gì đâu mà sợ. Đó. Dạ không à. Này dễ sửa để xài được. Điện thoại có bóc điện thoại. Điện thoại với điện thoại này nó có ăn con sung vậy đó. Bỏ màn hình đó. Đảm bảo đó. Ồ cái này còn xài được nè. Cái này xài ngon luôn á. Sony nè. Cái này này còn xài được hết đó chứ. Cái gì cũng giá trị đó. Ừ đúng rồi, nó giá trị đó. Công an nhân dân phường Trung Xuân báo.
Hết cái chỗ của mình thì thôi đúng không anh? Nhiều thì chạy nhiều xe, ít thì chạy ít xe đúng không? Nói chung quan trọng mình lấy rác ra với cách mình nói chuyện với người ta thôi đúng không? Anh nói thiệt, lấy rác cho mình thấy có nhiều cái nhà nó cư xử, thì nhiều cái nhà nó ít kỹ, nó ngõ nhập rượu mà. Mình sáng mình lấy cái 500 ngàn rồi đấy. Anh bỏ gì cũng bỏ, cái lồng gà cũng bỏ. Đi nói liễu gì? Đi đặt trường hợp tôi người chị tôi thì đó. Thì làm con sống gì giờ nữa, người ta kiếm sống không còn mua máy. Không có người nuôi chơi khỉ á. Một cái dạy nó cắn chơi giới. Thì cũng bỏ. Có về gặp chó mèo không anh? Chó mèo quá hả? Ừ, chó mèo chết người ta bỏ thùng rác á. Có vẫn có hả? Ủ thía đi. Bây giờ dơ lắm. Cũng được à, nó làm nhỏ mà. Rác mà cái gì mà chả là rác. Mình vô trang này cũng kiếm được mớ. Anh mà lụm đàng hoàng nó 3 ngàn bán triệu. Chứ còn cái đường này ở trên đây là người ta chờ, người ta để cái ca đây mới to mà. Má mệt chứ à? Mệt rồi hả? Mệt chứ anh. Mệt chứ em thấy em biết mà. Đi mà đi. Nước kẹo không anh? Hả? Xuống em á. À, ok cảm ơn anh. Nói chung là mình làm mà đấy cho người ta khinh mình được, đúng không? Mình xài đồng tiền của mình đủ hoang nói mình, đi chơi sao cũng bật cũng được á. Khóc hẻm kia, để hai xe. Hẻm kia hai xe hả? Rác khủng khiếp. Cái răng cũng dễ mà mấy triệu một tháng mà. À. Nó nếu mà mấy triệu thôi đi giá mới trả chứ. Ghê không? Ghê. Dạ. 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 Dạ
Ok, không sao, sao bình thường, thoải mái đi anh. Chết lưỡi mẹ, chìa khóa. Chìa khóa anh đưa cho em nè, đúng không? Ờ, xe đúng không? Đúng rồi. Thôi quên. Giữ giùm anh, chìa về nè. Cảm ơn anh nhiều nha, mai cứ đi em gọi anh nha. Cảm ơn anh nhiều.